Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá các xe đạp chính hãng nhập khẩu bãi đã qua sử dụng. Hôm nay em sẽ đưa đến cho các bác đánh giá chi tiết một cái chiếc xe đạp đua carbon toàn phần, kể cả từ khung cho đến vành, yên, rất nhiều chi tiết của carbon. Tổng trọng lượng xe con này thì em áng nó vào tầm khoảng 7 cân. Bây giờ em sẽ vào quay chi tiết và vừa được trang bị một cái bộ group Shimano Ultegra rất là khủng các bác nhá. Là gần chùm cuối trong cái dòng xe đua rồi. Hay về phần tổng thể khung đây, thì cái khung này thì người chủ cũ đã gọi là mốt lại, tức là đã chỉnh sửa theo ý dùng của người ta, là không có chữ gì hết. Đó, có thể là trước kia đó là chữ như thế nào đó thì em cũng không nắm được. Đấy, nhưng mà khung là một màu đen bóng huyền bí, một màu đen bóng đen sần, trơn trơn tuột luôn. Đấy, xe được trang bị vành carbon các bác nhá, vành carbon, Mayer carbon. Đấy, Mayer là cũng là carbon luôn, đương nhiên là bi vòng cối lỗ rồi ạ. Bởi vì vấn đề là những cái cặp vành này, riêng cặp vành nếu mà mua mới thì có những cái cặp vành này nó có thể lên đến gần 10 triệu đồng một cặp vành. Thế thì ở đây cặp vành này nó trang bị luôn, thì các bác chỉ cần nhìn lốp là biết là cái độ chất của xe rồi. Lốp Continental, lốp này là lốp handmade tại Đức, lốp gai mịn để mà đây, handmade in Germany, tức là làm bằng tay tại Đức. Lốp này một số xe cao cấp em cũng thấy người dùng người ta lắp rồi. Mayer carbon đi vòng khối lỗ là được chuyện đương nhiên với cái xe này rồi. Trọng lượng thì khoảng 7 cân. Thì riêng xe này thì em có cân 50 cân thì em đặt lên áng áng thôi. Tức là chính xác là gam nặng thì em không có cân. Được trang bị bộ chuyển động Shimano Ultegra 11 lít, 2 đĩa full Ultegra hết các bác nhá. Từ bộ đè này, lip này, đùi đĩa này, gạt đĩa này. Đấy các bác thấy không? Mayer carbon quay từ nãy giờ. Cùng phanh này, tay lắp này. Đấy, full hết Ultegra. Riêng bộ group Ultegra này mà mua rời nó phải có giá tầm khoảng trên 15 triệu. Một bộ cọc vành này nếu mà mua mới cũng phải tầm khoảng gần 10 triệu. Đó. Bộ khung nữa. Thì nói về nhiều bác chắc hẳn cũng sẽ thắc mắc rằng là liệu cái khung này không tên không tuổi gì thì liệu nó có bền không. Thì đây các bác nhìn thấy cái người ta mà cái chủ cũ mà người ta đã trang bị cái lốp made in Đức, bộ Ultegra, thì chắc chắn là em nghĩ rằng là trước kia thì cái bộ khung này nó cũng là khá là tên tuổi và thương hiệu đấy. Nhưng chẳng qua là ý thích cá nhân, thì nhiều khi người ta thích cái màu đen trơn, người ta không thích chữ nghĩa gì hết, thì người ta mốt lại, người ta chỉnh sửa theo ý người ta, có thể người ta sơn lại, người ta tẩy sơn đi hay như nào đó. Chứ còn em nghĩ là nếu mà nói về chất lượng cái chiếc khung này ấy, thì nó đã sùn đến cái mức độ là đã qua thời gian sử dụng rồi, thì nếu mà nó mà có một cái lỗi lầm gì hay cái trục trặc gì về chất lượng khung ấy thì nó sẽ thể hiện ra ngay. Nhưng mà em kiểm tra qua tất cả các cái chất lượng về khung xe là còn rất là tốt, trọng lượng xe rất là nhẹ, cho nên là nhiều khi các bác là muốn mua xe qua sử dụng là như thế. Bởi vì nói thẳng ra là nó đã hỏng thì nó hỏng rồi, đúng không ạ? Khung rất là tốt, nhưng mà đây có một cái số chữ gì đó em cũng không rồi để ý lắm. Nói chung là nó là một màu đen sần huyền bí, là do chủ xe trước đã thay đổi theo ý thích của họ. Yên là yên carbon luôn các bác nhá, kiểu Vassoline, dây âm sườn hết, khung carbon, chốt lại là đen sần không chữ nghĩa gì hết. Còn về chất lượng thì em nghĩ rằng là đã dùng đến thời gian này, người ta trải qua một quá trình cũng sử dụng một thời gian rồi, không gặp
trục trặc gì thì em nghĩ là khung này trước kia của nó là một cái khung rất là chất lượng đấy. Trang bị bộ chuyển động Ultega đấy, cái người mà người ta đã lắp cái Ultega rồi là lắp lốp đứt vào đây bộ hành carbon như này rồi. Chiếc xe không phải dạng thừa, ghi đông FSA của Mỹ, Ford nhôm siêu nhẹ, Dacia Verso One nha, cái này cũng gợi ý thôi. Dacia là cái dòng của làm ghi Ford của vành carbon lốp Đức. Tổng thể chiếc xe thì em nhập về nó có như thế này, thì em sẽ trình đấy, tất cả em đã trình bày với các bác là full group Ultega, khung full carbon, vành full carbon, Mayer carbon, yên carbon, rất nhiều chi tiết carbon. Và tổng trọng lượng xe thì em cân hàng áng nó vào tầm khoảng trên dưới 7 cân mấy lạng, trên dưới đó khoảng 6 cân mấy hoặc là 7 cân mấy tầm đó. Và bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động chiếc xe cho các bác xem nhé. Và size thì tâm trục đạp chưa đến khóa cọc yên là size 54 cm. Từ tâm cọc yên cho đến tâm cổ phốt là size 50. À, đây là con này là cao giống đứng mà lại ngắn giống ngang. Đứng là 54 mà ngang là có 50. Đấy, con này là phù hợp, là chắc chắn là 54 thì phải phù hợp cho các bác là cao từ 1m7 trở lên rồi. 1m7 cho đến 1m8 mới đi được con xe này. Đấy, dưới 1m7 là không đi được. 1m7 đến 1m8. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy. Các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Vâng, và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết bộ chuyển động của chiếc xe nhé. Chiếc xe chuyển động Ultega là quá mượt, 11 lít xuống lít rất là mượt mà êm ái. Xuống lít rất mượt mà êm ái các bác nhé. Ultega lên lít. Xuống đĩa đúng không? Lên đĩa. Đấy, em về cái lít nhỏ này. Về lít nhỏ. Về lít nhỏ. Đấy, chuyển số rất là mượt mà các bác nhá. Đi vòng cối lổ vành carbon một cặp, xe bánh rất trớn, kể cả bánh trước này, bánh rất trớn luôn. Và xe lại có một mức giá cực kỳ tốt là chỉ có 21.500.000 dành cho các, để cho các bác có thể sở hữu được một chiếc xe có một bộ group Ultegra gần như trùng cuối trong dòng xe đua rồi. Khung full carbon, vành full carbon, lốp made in Đức. Đấy, trọng lượng xe rất là nhẹ, chỉ có 21.500.000. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì nhắn Zalo 0975 709 943 để bọn em tư vấn trực tiếp chiếc xe này.
Và ngoài ra các bác nhớ ấn đăng ký kênh cộng ấn chuông để theo dõi các cái xe đẹp khác em đăng lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video sau.